Hải đang xin chào bạn. Sau đây Hải đang xin giới thiệu các bạn ghế câu đài ngà cá chép các bạn. Dòng này Hải đang mới nhập về. Hải đang đây đã lắp sẵn cho bạn tham khảo nhé. Nhiều bạn về không biết lắp thì Hải đang tiện cũng quay luôn. Đây là phần chân. Chân. Chân nó phải nó có 4 ốc các bạn nhé. Về các bạn bắt vào đây. Chân 4 ốc này. Đây. Có ốc này các bạn bắt đây. Đây. Đây các bạn kéo ra đấy. Hải đang bắt sẵn bát rồi. Thì đây các bạn điều chỉnh ghế. Bạn nào. Nó ở hai bên. Đây nữa bạn. Để đây là tựa. Đấy, bạn. Bạn chỉnh sao vừa phải đây, Hải đang chỉnh cho chỉnh qua để Hải đang quay. Đấy, chỉnh vừa lực tựa lưng của các bạn. Đây bát Hải đang bát sẵn đây, gọi là bát ô đây. Đấy, bạn. Đây bát ô trên đấy. Các bạn bắt sẵn vào một lần thôi, bắt sẵn một lần thì các bạn có thể câu thoải mái, để không cần cắm ô thì các bạn vẫn dùng được đấy. Bạn này đang tháo lắp rất gọn đấy. Thì Hải đang sẽ giới thiệu qua cách cắm cái chân ô này. Thì các bạn cắm chân này xuống đất trước. Đấy, cắm ba chân này xuống nữa trước. Các bạn đặt cái này vào tâm. Các bạn vặn cán ô vào. Đấy, các bạn vặn cán ô vào đây. Thì các bạn luồn một đường đặt. Thì ô không bị đổ mà ghế không bao giờ bị đổ được. Là rất chắc. Bạn cắm xuống đất rất chắc. Còn trường hợp không có thì các bạn luồn sát đất. Đấy. Luồn cán ô cắm ra sát đất, các bạn bắt hai cái này vào là chắc. Đấy. Các bạn bắt chắc rồi. Thì trong quá trình câu xong các bạn tháo đi, tháo lại cất vào, bạn gấp vào như này. Thì nó rất gọn, tiện. Lắp một lần và cho mãi mãi. Đấy. Lần sau các bạn không phải đấy, gấp vào nó không bị vướng. Đấy, gấp rất gọn luôn. Đấy, nhìn gấp. Đấy, không? Đây Hải đang cũng bắt luôn cái bát của chống cần. Đây bạn, cái này điều chỉnh cao thấp của chống cần. Này và xích chết. Đấy, bạn đã đủ cái chiều cao của các bạn rồi thì các bạn vặn chết không cho nó di chuyển nữa đấy. Còn cái này di chuyển nâng hạ được rồi. Đấy. Đấy, chống đây gọi chống cần. Và đây tiếp nữa. Hai bên. Có thể là các bạn bắt cả giỏ cá nữa, hoặc là các bạn nào mà dùng hai cần thì các bạn bắt thêm một chống cần bên này nữa, tùy mục đích sử dụng các bạn. Thì đây Hải đang thường thường thì Hải đang bắt giỏ cá ở bên cạnh bên này, cũng tầm thấp này để các bạn tiện không phải đứng lên đứng dậy. Đây cắt bát đây, đang sẽ đây bát khay mồi, các bạn tháo lắp được này, lắp khay mồi thì nó có một cái chốt ở đây các bạn này, chốt cạnh này các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn cái chốt cạnh. Đây, chốt cạnh này. Thì các bạn song song với cái rãnh của nó đây. Đấy, các bạn nhìn rãnh này. Bạn cắm vào. Song song với rãnh thì nó không bị xoay. Nó xoay mỗi khay trên thôi. Đấy. Rất chắc chắn. Ở mặt này có nam châm để hút lưỡi câu các bạn nhé. Đặc biệt nữa. Đặc biệt nữa là có cái tựa lưng để chống ra mồ hôi đấy các bạn nhé. Hải đang cũng sẽ lắp luôn vào. Đấy. Bao ở ghế đây các bạn. Đấy. Bao Hải đang sẽ để sau này để các bạn tiện nhìn. Bao được ghế. Đấy. Đây Hải đang sẽ lắp luôn. Đấy. Vị trí nào. Đấy, tựa này để chống thoáng, chống mồ hôi lưng. Đấy. Rất đẹp các bạn nhé.
Rồi. Đây là hải đăng mà bắt xong. Còn cái tựa lưng thì các bạn chỉnh theo ý thích của các bạn thôi. Đấy, bát cần khay mồi đầy đủ luôn các bạn nhé, phun đồ luôn. Hải đăng cũng lắp mẫu cho các bạn để các bạn tiện di chuyển, tháo ra giáp túi đây các bạn nhìn, túi đựng phụ kiện này các bạn cũng bắt sẵn vào như này. Đấy. Nó có 4 đai, hai đai hai bên. Đấy. Đấy, vừa rồi Hải Đăng Fishing đã giới thiệu các bạn ghế ngả câu đài cá chép. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.